ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Thỏa nhỏ, ước gì con quá năm nay, con che cho mẹ suốt ngày ban rằm. Giờ đây con cố lấy thằng, con che cho mẹ đừng gần nán ga. Cũng vì lẽ đó mà người đàn ông, một nhà giáo về hưu, đã làm một điều rất đặc biệt cho người mẹ già đã 97 tuổi của mình. Mỗi ngày, ông dành gần 3 tiếng đồng hồ để đưa mẹ già đi dạo vào sáng tinh mơ, đủ thấy tình mẫu tử giữa cuộc đời này. Ông là Trương Quang Nẫm, ở xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Cuộc sống diệu kỳ đã có cuộc gặp gỡ tình cờ này. Lòng mẹ bao la bao nhiêu thì tình con cũng vô bờ bấy nhiêu. Hôm nay thì trên đường chạy xe đi lên phố thì chúng tôi bắt gặp một hình ảnh hết sức là xúc động. Thấy một cái chú, một chú đừng đẩy xe lăn để đưa một cái người, một cụ bà không biết là ai với chú, trên đường vào sáng sớm. Chúng ta cùng lại xem thử kẻ là cụ chú là đưa đẩy cụ nào đây. Ôi, cái chào chú. Chú thấy trên đường đi thì thấy chú đường đẩy là mẹ của chú hả? Ôi sáng sớm là chở đi đẩy đi sáng đi biển. Sáng là chú đẩy đi biển. Ủa cái hai thường xuyên đưa mẹ đi. Đi bên nay là dốc 2 năm rồi. 2 năm là sáng sớm nào cũng đưa mẹ. Sáng đi. Cũng đi sáng dậy cái vệ sinh rửa rá rồi hết rồi kêu rồi đưa đi. Con hả? Con đi đường thôi, con thấy con của bà đẩy bà đi. Mà trên xe còn có hoa nữa. Hoa đúng không? Dạ, ôi hoa cho bà luôn. Rất yêu đời. Chứ sao, bà là ngày nào cũng có qua chứ. Chứ không phải là làm thông báo mới có qua. Cái nghĩa là sao chú? Ngày nào là chú cũng đưa đi rồi bà thích qua là chú chế cái lậu hoa này là ngày nào cũng cắm qua vô. Chứ không có tới làm thông báo mình mới cắm. Có nghĩa là chú đã đưa đẩy xe lăn này đưa mẹ mình đi biển. Đi biển. Đi biển chơi. Thể dục. Rồi. Đi chơi ngắm cảnh. Đúng cảnh. Và chú chế cả một cái lọ đựng hoa, để bữa nào cũng có hoa hết. Và đựng hoa như vậy là yêu đời lắm phải không bà? Bây giờ mẹ đặt bài thơ cho cháu nó nghe. Mà đọc cho con bài thơ đi. Đặt bài tiếng đồng xung tích lần ta đi. Mày đọc cho con một bài thơ. Tiếng đồng xung tích lần ta, thanh thầm nhóm chợ trắng bơ dưới đường, món mùa bóc giật thanh non, trầu ca đúc giấy hồ hồn vô tư à. Mâm cô mâm nước, mâm màu à, có sông, có biển, một đồ hồn vô ớt chữ ra ngu bón dễ lấy chữ thầy. Mà xưa là khi đang lạnh chợ một con đường hẳn trọng, thầy khe ngồi lợi trên tàu. Có mua có bón, nói chữ tàu mặt làng. Cũng lòng cô lúa gỗ ở đường đang đâm có cặp. Có vậy mua bón cũng muốn chờ làng. Ngày xưa là giấy trả đâu qua làng có gì có nhớ đến không? Ngày xưa trả thẻ vào trong, người ta đổ gỗ, người đông dở đầu. Cách giờ bơm bữa thầm, ở đây giữ lại cũng ra vào chấp qua. Phải là thằng bà làm đúng không? Thằng của bà làm đúng đúng không? Không, bà là thằng hình như cái đâu đó mà. Không, mẹ đặt cái bà thơ của mẹ làm ấy. Bà thơ của mẹ làm á. Của bà ở với mẹ làm đó là thi đó thon thiết thon lại đồng cái mép á. Lậu ông thon lậu đi tập. Thon lại tròn vá mép. Thổm thiết thiên đồng bếp vợ nôn. Nghĩ ra cái sự là sớm mơ ta trong bọn tròn bọn trong đó à. Biết thở. Biết thở ở đời mô tầm vợ hay quà. Biết thở ở đời mô con đẹp thấy bà như làm. Đừng là đau ngỡ trong ngang, đau ngỡ đi làng nhớ thương. Tên ngà muôn dặm mù tưng, con thơ nhạy lụ, trong đường hơn trăm lần. Trăm lần, đúng rồi. Phan thơ. Phan thơ là nói mẹ già, xuống lên than sát vậy mà trăm luôn. Không thơ của bà làm luôn. Bà làm là hồi ông nậu đi tập kết. Dạ. Mà bà làm cái thời đó con còn đang lúa gỗ, con năm nay bao nhiêu? Dạ con hôm nay là 35 tuổi. Ủa bà là nhỏ hơn dạ. con lớn của bác mà. Dạ. Ô bà là nhiều đi sáng này đi là bà vui lắm, bà đặt thơ, bà chào hỏi
nói chung là rất lịch sự. Dạ. Nhưng mà nó gặp luôn, nếu có luôn là mất đi nhá. Mà sao mà chú lại có nhiều người có mẹ, có nhiều người có mẹ người ta vẫn nằm một chỗ nhưng mà ta vẫn để ở nhà. Còn riêng chú sao, chú nghĩ sao mà chú lại suốt mấy năm trời nay là chú cứ sáng đầu mình đưa mẹ mình đi như thế này? Thì do cái tâm nó vậy thôi. Cái tâm nó dễ, với một phần á là ông vợ ông đi tập kết thì có ba đứa con thôi. Giờ mình nghĩ lẽ là một mình mẹ mình nuôi ba đứa con lớn không ấy, là chú là con trai đầu nè, nó xuất phát từ cái tâm rồi đẩy đi chứ phải mình đánh bán thương hiệu mình có làm thế đâu. Chú về hưu rồi cho nên là do cái xuất phát vì cái tâm thôi. Và cũng thực tế là cái nghĩa chữ hiếu là một mình mẹ, chú làm thơ mà có những bài thơ là nói về mẹ. Ví dụ như chú làm cho con một bài thơ nào của chú làm? Bài thơ chú làm nhiều. Ví dụ bây giờ chú làm cái bài thơ nói cái vụ đây không à? Nhưng mà cái bài thơ này là có mượn câu thơ của trường tiểu học, tức là của Trần Đăng Khoa đó. Thỏa nhỏ, một bài mà chú làm nghe, thỏa nhỏ đăng một kiếp này. Ước gì con quá đó mày, con che cho mẹ suốt ngày băng đâm. Đó là mượn cái này. Giờ đây con cố lấy thân để che cho mẹ đường gần nén gai. Giờ này con cố lấy thân, đây là chú phải lấy thân này. Con che cho mẹ đường gần nén ga, đường gần cái đường đây là gần mà cái đường đời nó cũng gần. Giờ còn chín bả là còn 3 năm nữa đủ trăm rồi. Mẹ này, bây giờ là mẹ là 97 tuổi rồi, còn bao nhiêu tuổi nữa đủ 100? 3 tuổi nữa. 3 tuổi nữa. Tính rạ ngon lành lắm. Hồi đi mua bán dỗ đó mà. Vậy là gặp trái là thêm nguồn vui là chú nhiều nguồn vui lắm, bà nội cũng vui đó. Chú đọc lại cho con cái bài của chú thôi, chú làm về mẹ mình khi mà đẩy nè. Nhưng mà nó phải đầy đủ, tức là phải có đăng một cái đó mượn hơi của thơ của Trần Đăng Khoa. Mượn hơi của thơ của Trần Đăng Khoa. Thỏa nhỏ ước gì con quá đó mày, con che cho mẹ suốt ngày băng đâm. Giờ đây con cố lấy thân, con che cho mẹ đường gần nén ga. Đường gần nén ga, đường thì gần, đường đào cũng gần, mà cái đường lộ trình cũng gần, mà nén thì gai ghét. Giờ này sống phải đi cha dạy này con này. Ủa gặp con thêm nguồn vui đúng rồi nhỉ. Mà có nghĩa là ngày xưa mẹ mình đã hy sinh quá nhiều cho mình, cho những đứa con rồi. Thì bây giờ mẹ già rồi thì mình phải có công dạ bỏ công sức mình phụng dưỡng. Dạ là cái đó là cái tâm của mình. Bây giờ con có thể con đi cùng với chú một đoạn đường để chú đưa mẹ mình đi. Rồi. Ok. Ủa vậy là cũng đang thăm qua cũng vui vậy nhé. Cháu làm rồi cháu, chú sẽ xin cái hình của cháu. Để cho bay cho vui đi. Mẹ thấy được vui đó. Mẹ thấy vui không? Xinh nữa. Xinh không? Xinh đó. Má chú cháu nội cho nội má tặng cái khăn quàng đỏ đó. Xinh không? Vui không? Vui. Xinh mà vui nữa. Mà ai cũng như chú ấy vậy thì mẹ già là rất vui đúng không? Em nói đào chắc đào dạ. Chú thường đi chơi chú nhà dấu chú đi nhậu nhiều đào dọn nẻo đủ người đủ kiểu. Dạ. Thì đó chú là mình đâu phải là có cái thương hiệu, mình đánh bắn thương hiệu. Dạ. Mình chỉ làm là vì cái tâm thôi. rồi sáng sớm đi như thế thì bà có bảo lúc mình dạy trẻ thì bà bảo là con ơi dạy đưa mẹ đi rồi không? Bà nghe để nó nghe, tức là bà đi lúc đầu bà đi bà nhớ cái hồi cái thở và bà còn trẻ đi mua bán dược phẩm đó. Là những ngày đầu tiên là đi mua dầu phộng là dạy cầm theo cái bình, cái rồi đi cũng được năm mấy rồi, cái hôm tết na là không đi bình nữa, đi không cho bà bước đi theo cái bình để đựng dầu phộng, hậu mua dầu phộng rồi đó đi. Nhưng mà có một cái điều vô nghe, đi về là về nhà không ưng, về tới nhà là lo loạn, không chịu không chịu vô nhà. Đó bà la bà lo loạn. Bà thì bà lo cho vui đó. Bà không ưng bà lo cho vui đó. Nó má nó đồng bà chạy nó để vui vậy. Còn tinh thần là 50-50, cái hậu minh mắn, cái phần chữ lắm. Đó như nãy là năm nay 97, bao nhiêu tuổi nữa đủ trăm, đã lại 3 tuổi liền theo. Còn bà, tức là hôm trăng nam á, một bình dầu là 15 ngàn, thì 60 ngàn mua mấy bình, đã lại 4 bình liền. Nó ngược mà trả lại nhanh chứ. Hầu buôn bán tính rợ. Đâu bữa nay mẹ thấy vui em thấy chán nó quay hình đẹp không? Đẹp không? Dạ mẹ bác ba cảm ơn đi. Bà rất là đẹp lỗ luôn, mẹ rất là đẹp lỗ. Đâu bác ba cảm ơn đồng quan đó. Mẹ sống mấy chục năm nữa chứ 100 tuổi si nhi đâu. Cảm ơn đó. Cảm ơn em đó.
có mấy anh con mẹ không? Như giờ mày đi được con đưa để mày đi dạo biển đồ mẹ vui không? Được, vui. Vui. Đưa đi gì còn vui chứ. Đưa đi gì là vui chứ. À, sướng quá rồi. Đưa mình đây giờ thương nữa. À, vậy là nó có cái gì nó ngoái sang bà chứ hồi xưa là lúc mà con của bà còn nhỏ đó bà chăm bà nuôi rồi đó sao à. Vất vả không hậu thần đó nuôi con khổ không đó biết đó lưng đèn đó dạ. Lưng đèn đó 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 lúc cô nuôi đèn đó dạ đúng rồi nuôi bây giờ phải đẩy xe lại cho mình chứ đúng không mà ông bà. À, giờ nó đẩy cho tôi biết không động tới nó lạnh nó đẩy nhưng không động không động không động mình đẩy sáng là 4 giờ chú dậy rồi dạ. Chú làm vệ sinh rồi sáng là chú có một cái sáng kiến đập chiều đó chú lấy cái mà họ thấy tắt cho khô đó là chú thấy như vệ sinh ra mình thấy nó khô à. Nó mới nó bốc đi mùi hôi dạ, đúng rồi chứ mình lao mình làm nước nắng nó vẫn có tiền bà thì nằm một chỗ đi được thì không không, không. Nằm chỗ nằm chỗ là bà sẽ đi nằm chỗ thì mà ô nói về cái thời gian bà bị là bên nằm tóm thân tại chỗ mình uống không thuốc nam thuốc tây thuốc bắc thuốc gì biết cái là ngầu vậy được nhưng mà chú đẩy đi thế này là thấy bà khỏe ra không khỏe khu gió đó chứng minh cho thấy thấy vui vẻ không tinh thần khoảng khoáng mà có con đẩy đi thì vui rồi vui có nó ở cho bà là đó. Chú cũng giới thiệu luôn nha chú có 3 anh em thì giờ đầu chú mới làm 4 cụ thơ đấy nè mẹ có xe 4 bánh tài xế có 3 con thế gì tài xế có đó là chú có làm 4 cụ thơ mấy lần này dạ ý nghĩa đó dạ. Đó là có 3 đứa con tha phiên nha dạ tha phiên chú là chính nhưng mà hai đứa em lâu lâu Sài Gòn về nó đẩy để ít bữa cho vui đó mấy nói là đó là cô em gái cô mấy về cô nuôi bên này được 10 mấy bữa chú đi Sài Gòn chú mới về mà dạ. Thế chú mới làm cái bà là mẹ có xe 4 bánh, không muốn xe nè. Tài xế có 3 con. Tài xế có 3 con. Chữ hiếu luôn giữ tròn. Thấy đó chú làm mà chưa sang cái bà đó. Chú là mấy tập tha là có dịp là chú tặng cho cháu. Dạ. Cháu ở quần ở đâu? Dạ cháu ở quần ấy. Mẹ có xe 4 bánh, tài xế có 3 con, chữ hiếu luôn giữ tròn. Thấy chứ không nữa, nên mình chưa sang. Như vậy con hy vọng là bữa nào chú làm xong nữa rồi rồi chú cháu mình lại gặp tí nữa cháu sẽ xin số chú cho đi quay một vài cảnh của bà đi nè ôi trời quá ảnh là tới nơi nói chuyện với thằng cháu nó tặng ra xanh cho bà biết không hơn 2 năm trời nay thì con tặng ra cho bà quay phim vui vui dạ? Con hỏi chú tên đầy đủ là gì chú à Trương Quang Nẵm còn nhà giáo dì hưu mẹ Đinh Thị Tập mẹ là gì Đinh Thị Tập luyện đó luyện Đinh không Trương Quang Nẵm Đinh Thị Tập đó, mẹ nói tên của mẹ đi cho cháu nó nghe Tình Long phải không Tình Long không Đinh Thị Tập Đinh Thị Tập này chỉ thế Đinh Thị Tập không em tặng cái quà cái nhà giáo về hưu mấy năm trời nay là sáng nào thì chú Nẵm cũng sử dụng chiếc xe lăn để đưa người mẹ của mình đi dạo ăn cắp đi biển. Đây là bà vợ của ông bạn mà cũng đi biển thường gặp. Chúc mừng bà. Cảm ơn. Hoa đây hoa. Con trai có hiếu. Con hiếu sao ạ? Quá cô hiếu. Luôn. Ông chỗ nào? Qua chỗ nào chị? Cô bé là ở đâu? Cô bé là ở đâu? Con hết chồng năm ra thì tặng quay phim cho vui không? Em đang chạy, mà em chạy đường ngoài để em quẹ vô. Đó. Có gì tấu ra không? Đó. Đây. 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 Vậy nó canh. Đâu đây. Đưa cho bà cầm đây con đưa bà cầm nó canh cho kể nó sáng kỷ niệm thông qua. Đâu đâu mẹ ôi mẹ có thấy không? Có con. Đây là sự không đúng. Anh thấy là có chuyện mà ngày nào mà thầy giáo anh chú Nẵm này vẫn đẩy mẹ đi trên đường thế thì mình thấy là sáng sớm nào lại là thầy cũng đẩy bà đi là cả một tiếng đồng hồ. Đi về là hơi tiếc. Từ nhà xuống.
dưới núi ngon này, mới vào đẩy ly đi về. Dạ. Nhưng mình đã thấy cái việc làm đó, mà thấy cái thể hiện cái sự độ hiếu. Cái việc làm là của thầy đây là rất là có chữ hiếu với nãy giờ. Hiện đại này là riêng anh thấy là ít có như thầy này, nó làm được cái công việc cho bố, cho hiếu, cho mẹ. Rất là còn rất là xuân trẻ luôn, chưa có già, chưa có dấu hiệu già. Có bạn con lịch sử luôn, có thể con lấy cái ta ra để thấy con đẹp quá, đẹp quá. Chị cho em hỏi tí, ví dụ như giờ chị thấy cái câu chuyện mà anh chú Nẩm á, chú đưa mẹ mình đi hàng ngày thế thì mình nuôi gương theo, tụi con phải nêu gương theo đó. Mơ mốt con có hiếu của mẹ ra thì mơ mốt con nó cũng có hiếu lợi của con. Trời, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết rồi. Con bộ lớn rồi. Con hả? Bốn con cái đà hạt hết. Trời, đây để con đưa bánh giải sao? Nghe nó đà hạt cái bánh giải đây đó. Đây nè, con thằng cô Kinh. Nó học bên... Xây dựng bây giờ nó về nhà nó làm. Để con đưa hình. Nó học xây dựng hả? Một hình ảnh nó, rất là đẹp. Bởi vì là suốt mấy năm trời nay thì chú Nẩm này là một người nhà giáo đã về hưu. Khi mà mẹ mình không đi đứng được nằm một chỗ thì chú Nẩm mới nghĩ ra câu chuyện là sắm một chiếc xe lăn, và hàng ngày thì quyết định là đẩy mẹ mình đi trên các tuyến đường, đi xuống biển, và mỗi ngày thế là chú bỏ ra là vài tiếng đồng hồ để thực hiện cái câu chuyện hiếu đạo của mình. Chú nghĩ rằng là ngày xưa thì mẹ mình đã bỏ ra rất nhiều cái sự cực khổ để mà chăm sóc nuôi nấng cho những người con, thì bây giờ chú phải có trách nhiệm trở lại với mẹ. Thông qua việc làm của chú như thế này thì ai cũng nể phục, cũng rất là yêu mến cái việc làm này của chú. Đâu không bằng tao chẳng có nhiều lắm. Hoa gì đây bà? Bông gì đó. Cái gì? Mà đặt cái bờ thấy gì vậy vào bông trắng như nghe. Đang làm gì vậy trần gian? Nó chành bông trắng lại trang vậy giờ. Vậy giờ bông trắng nó chành gần bùng mà chén hơn đanh mà bùng. Má con á. Mẹ đặt lên từ đầu đi. Má con trẻ hơn mà bà ngoại nha. Mà má con chồng đi tập tết hồi mới đẻ con ra. Vậy. Đẹp quá lắm. Thì đang ngoài vậy. Tuyệt vời, cả nước này là có mình má. Mãi này mẹ đạt bờ, lỡ cái bờ là nhị vòng bông trắng lá xanh đi. Nhị vòng bông trắng lá xanh gần bùng mà chén hâu xanh mười bùng. Đúng rồi. Gần bùng mà không hâu xanh mười bùng. Làm sao hâu được? Nhiều bờ lắm, bờ thuộc nhiều bờ. Sao mà gần bùn mà không hâu tanh bà? Thì nó bùn dậy mới tốt. Dậy mới tốt. Dậy mới tốt, nhưng mà mình tâm tình thử vô tốt rồi thôi thưa chị. Để nó tốt. Nói chung là thứ mà mình tính là mình tốt. Mình thử vô thôi, tâm tình thôi, mình thử vô chứ không có trời thử. Cái kia mình để cho trời. Biết rồi, biết rồi. Trời ông thử vô cho dù mình có thử vô. Năm ngoái nó về cho được ngày 19. Thì bây giờ thứ hai là làm thêm cửa rồi sao chứ chưa xong. Nhưng mà chiếc xe thì chú Nẩm sáng tạo ra một cái bình bông, và hàng ngày cứ sáng đưa mẹ đi biển, đi dạo trên tuyến đường thì chú lại tìm những cái bông hoa tươi thế nào để gắn lên đó cho mẹ, bởi vì bà là rất là thích hoa. Bà vô cùng thích hoa. Hoa vợ là cứ bất đêm về. Bà thích bông hoa đó. Mà cứ tháng qua vô là thấy gì vậy, còn một đáng lá xanh cho bà đó thuộc là sao bà? Một lần mẹ về Phú Thọ nghe lại mua hoa hồng cho mẹ. Mẹ đặt cái bờ thấy một đời chân bông cho qua, mẹ đặt cái bờ thấy một đời chân bông cho qua, đại cái chuyện cũng qua một đời qua hơn đời, cái giá trị là cũng qua hơn đời. Tức là nói gì qua nhiều lắm, nhiều quá nhiều bờ lắm, mình khóa qua lắm. Có hậu là nói là hấn là nghe qua tôn trọng hết. Bà đây nè. Đời cho ông đi qua. Ủa vậy là nó có duyên bụng bấm không quá ai đâu quá. Giờ nó phanh điều hình luôn đó, nó cũng quay. Giờ tới bữa nay gặp thằng cháu đây. Ủa con mẹ nó rồi con. Do đây là một cái hình ảnh rất là đẹp nên rồi cháu sẽ rồi chờ chú sẽ xin số điện thoại và coi là chú đưa cái là cháu chuyển qua con. Con chú rồi nó đành cái này. Dạ rồi. Chú đem đẩy bà đi về. Dạ đi về đó hả? Dạ đi về trên đường đi về. Chú ở chú ở chú thôn Hoàng Lộc nè. Bây giờ lên chỗ cà phê Mơ Khanh đứng là nhìn thấy nhà chú. Dạ, vậy là cứ một ngày là mình đi mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Là cả đi lẫn về là 2 tiếng rưỡi. Đi về 2 tiếng rưỡi. Rồi xuống tiếng rưỡi mà nghỉ khoảng 15 20 phút.
có cái chỗ dễ lâu. Ở dưới này có cái quán là xuống đó là uống cà phê, ăn bánh mì rồi đúng gì, khoảng 15-20 phút. Đó là bình quân một ngày là 2 tiếng rưỡi đi ngoài đường. Còn phong bia, còn phong bia là tên của Thủy Tiên á. Nó cũng tạo. Đây cũng đây, chỗ đây thì đem đi con. Ơi ba về ngang, con tạm biệt ba. Dạ rồi. Đâu, cảm ơn con nhiều nha. Ở dưới nó cũng vui, cũng có duyên nha.